Bí mật cái áo cũ. Ông ơi, nghỉ tay vào ăn đi đã. Nhanh không là mì tôm lại nở hết ra đấy. Ừ, được rồi, tôi vào ngay đi. Mì trong nhà còn khoảng mấy bữa nữa hả bà? Còn vài gói, cũng đủ sang mấy ngày kia ông ạ. May là vừa rồi nhà nước cứu trợ kịp thời bà nhỉ. Nước lũ lên, cả làng bị cô lập. Nhờ được phát mì với lương khô, chúng ta mới cầm cự được lâu như vậy. Tôi ngẫm thấy mình vẫn còn ổn hơn rất nhiều người. Tôi ăn xong rồi đấy, bà dọn rồi nghỉ đi. Chiều cùng tôi lên chợ đông ít gạo. Chứ ngày kia hết mì rồi thì chả còn gì mà ăn. À đấy, sáng tôi sang nhà bà Quyên mượn xe đạp mà thằng Mạch nó mang đi đâu chưa có về. Nếu muộn quá thì phải để mai đi sao vậy? Đây là ô tô của đoàn từ thiện thì phải. Họ đến từ khi nào? Sao đã về sớm vậy nhỉ? Dạ, cháu cũng đang thắc mắc. Lúc trưa cả nhà đang ăn mì thì có tiếng xe tới. Mẹ cháu và mấy cô nhà bên cạnh chạy sang luôn. Cháu ra lựa được mấy bộ đồ thì qua đón chú luôn á. Không xong rồi. Sao thế? Có thể nhiều người lấy quá. Phát xong là đoàn họ về luôn đấy chú ạ. Nếu xe đồ đó hết thật rồi thì nguy. Làm sao mà nhanh thế được? Chú ơi, vào trong xem còn gì không thì lấy mau đi. Kìa, sao nhà ông Khang bây giờ mới tới? Bên trong họ đang dọn dần rồi đó. Nhà tôi có chút việc nên tới hơi muộn một chút. Mọi người đã nhận đồ xong hết rồi đấy à. Thì phải nhanh tay chứ. Ăn cổ đi trước, lội nước theo sau mà ông. Họ không mang đồ tới thêm nữa, nhưng mà bên trong vẫn còn nhiều đồ lắm. Ông cứ vào mà chọn. Thôi, chúng tôi về đây. Vâng, các bà về ạ. Cái này chắc là ấm lắm. Mình đang cần một cái áo dạ dài để mặc qua mùa đông. Lúc nãy tôi bảo chú mang cái áo kia về cho anh, thì chú cứ mãi chọn đồ cho mình. Anh chú là khó có đồ mặc vừa lắm đấy. Xem kìa, ông Khang ông ấy cầm mất rồi. Thì chồng chị cũng phải lấy cho anh ấy chứ. Sao lại đùng đẩy sang em? Tôi còn lấy đồ cho mấy đứa nhỏ. Thêm đồ của anh chú, người ta lại bảo tôi tham lam. Chị cầm chiếc áo này về cho anh đi ạ. Ở đây còn nhiều đồ tôi mặc vừa, tôi sẽ lựa tiếp. Cảm ơn anh. Cái này bà vợ mình ở nhà mặc được ấy nhỉ? Sao nãy giờ tôi không tìm thấy có cái áo len nào nhỉ? Nhà chẳng còn cái áo ấm nào. Đêm hôm qua lạnh buốt hết cả hai tay. Vậy bà cầm chiếc này đi ạ. Áo len này ấm lắm. Cảm ơn anh. Thế anh không lấy nữa sao? Cháu định lấy chiếc này cho vợ cháu, nhưng bà cần nó hơn, để cháu lựa chiếc khác.
Kìa, đừng lấy cái đó. Vừa nãy lúc đông người, đồ ra, có cả đàn gián chạy ra từ lớp lót trong áo luôn. Đúng rồi, bên trong nó đầy vết gián gặm. Tôi đang định lát nữa thu dọn xong thì lấy nó để lau sàn đấy. Thôi, để tôi mang nó về vá vào mặt thảm, để làm vẽ thì uổng lắm. Đây, sao ông phải khổ thế? Vẫn còn vài cái nữa cơ mà. Cái áo dán gặm lòi hết cả phần bông bên trong ra rồi còn gì đâu. Chiếc ấy dày dặn, nhường cho cụ chị ạ. Chắc là cụ cũng cần đến nó. Chiếc áo này tuy cũ, rách, nhưng chỉ cần vá lại một chút là vẫn có thể mặc qua đợt lạnh này được. Tôi lấy thêm hai cái này cho vợ tôi ở nhà, còn lại để nhường người đến sau. Biết đâu vẫn có người đến muộn hơn cả nhà tôi nữa. Thôi, tôi về hai chị nha. Thật hết nói nổi với ông. Thôi thì cũng kệ, tính người ta như thế rồi. Ông về rồi đấy à? Đấy, tôi biết ngay là lại thế này mà. Ông lại cứ nhường cho mọi người, rồi mang về mấy cái áo rách nát này đúng không? Tôi cũng không muốn thế. Tôi định chọn cho bà một chiếc thật đẹp, nhưng mà ai cũng khó khăn, nên... Ôi trời ơi, ông Khang ơi là ông Khang, bao năm nay ông vẫn cứ vậy làm sao nhỉ? Thân mình không thương, lại cứ đi thương người khác. Cũng tại ông hay cả nể thế, nên nhà ông mãi vẫn cứ nghèo. Ôi da. Bà sao thế? Rõ khổ, bao nhiêu áo lành lặn ông chả lấy, lấy về đúng hai cái áo rách để tôi lại phải ngồi vá lại. Ôi trời ơi, bà làm gì mà khâu cái áo cũng bất cẩn để chảy máu tay thế này. Cái áo khoác ở chỗ rách có vật gì đó không đâm kim qua được ông ạ. Đây là một miếng nhựa bà. Bà đưa tôi cái kéo cắt ra xem sao, chứ để thế này thì sao mà mặc đây. Đây là cái gì? Một tấm thẻ ngân hàng sao? Ai lại đi lấy thẻ ngân hàng để vá áo bao giờ hả ông? Ở đây còn có kèm một mảnh giấy nữa này, để tôi đọc xem sao. Tôi xin lỗi vì đã mang cái áo này để ủng hộ. Vì nó quá cũ và xấu xí nên chắc ít ai chọn. Nếu ai đã buộc phải dùng nó, chắc hẳn người ấy rất khốn khó, nghèo khổ tận cùng. Tôi đã để trong chiếc áo đó một chiếc thẻ ATM và số điện thoại của tôi. Hãy gọi điện cho tôi sẽ cho chủ nhân mới của chiếc áo mật khẩu để rút tiền. Trời ơi, tin được không? Có chuyện này thật sao? Để sáng mai tôi nhờ thằng Mạnh chở lên bưu điện huyện gọi điện xem thế nào bà. Biết đâu nhà mình khổ quá, ông trời thương nên đã cho ân nhân giúp chúng ta. Tôi thì tôi nghĩ ông nên bảo thằng bé đi cùng vào ngân hàng hỏi trước, xem cái thẻ này là của ai trước đã. Chúng ta đang cầm nó có vi phạm pháp luật không ông ạ? Trên đời này làm gì còn người tốt như thế chứ. Bà nói cũng phải. Chiếc thẻ này vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng ngân hàng lại từ chối trả lời những thắc mắc khác của chúng ta. Chú phải gọi điện cho chủ nhân của chiếc thẻ thôi ạ. Vậy là yên tâm, chúng ta không bị lừa. Còn chắc chắn là phải gọi cho người ấy rồi cháu ạ. Thưa chú Khang phải không ạ? Cậu là... Dạ, cháu là Hưng, người đã giấu chiếc thẻ ATM bí mật trong chiếc áo khoác cũ đó ạ. Ngân hàng vừa gọi cho cháu để xác nhận. Cháu làm việc ở tòa nhà bên cạnh nên vội chạy sang đây. May mà vẫn còn gặp được chú. Chào cậu Hưng. Chiếc áo... Cháu chỉ muốn góp một chút sức mọn để giúp đỡ những người thực sự khó khăn nên mới phải dùng đến cách này ạ. Đây là mật khẩu rút tiền của thẻ, trong đó cũng chỉ có 10 triệu thôi ạ. Chú hãy dùng nó để sửa sang nhà và đỡ tiền chợ búa trong một thời gian. Chú đừng ngại chú nha. Cháu tốt quá, sau này có cơ hội
gia đình chú sẽ liên lạc với cháu để trả lại. Vâng ạ, cháu cũng mong sớm có ngày đó chú ạ. Tôi thấy chúng ta thật may mắn. Tôi rất tự hào về ông. Dẫu còn nhiều lắm khó khăn, nhưng với sự nhường nhịn dành cho người khác, cuối cùng nhà mình lại được người tốt giúp đỡ, thoát khỏi cảnh không tiền của sau bão lũ ông mà. Thomas Edison, nạn nhân bất đắc dĩ. New York, năm 1878. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để tuyên dương ngài Thomas Edison, người đã có những đóng góp lớn lao góp phần thay đổi cuộc sống của chúng ta. Ông là chủ nhân của hàng loạt phát minh mang tính lịch sử như bóng đèn điện, máy quay nhạc và mới đây nhất là máy ghi âm. Xin trân trọng được trao tặng ngài bằng khen vì đã có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của xã hội. Xin được vinh danh ngài vì những đóng góp to lớn cho xã hội. Mong ngài sẽ tiếp tục phát minh ra nhiều thứ tuyệt vời hơn nữa, giúp cho cuộc sống của chúng ta ngày một phát triển hơn. Cảm ơn ông. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để không phụ lòng mong mỏi của tất cả mọi người. Ông Edison, tôi là phóng viên của tờ Summer. Ông có thể trả lời giúp tôi vài câu hỏi về chiếc máy chế tạo thực phẩm, phát minh đột phá mà ông mới công bố. Có thể nói, đây là một phát minh gây chấn động toàn bộ nước Mỹ. Không chỉ cả nước Mỹ, tôi nghĩ nó sẽ chấn động cả thế giới. Đúng thế thưa ngài, nếu máy chế tạo ra thức ăn mà không cần trồng trọt, chăn nuôi thì quả là thần kỳ. Nó sẽ thay đổi cách vận hành cả thế giới luôn. Thưa ngài, xin hãy cho chúng tôi biết thông tin về cái máy đó. Hiện tất cả người dân đang vô cùng háo hức và mong muốn được biết thêm về chiếc máy thần kỳ này. Máy chế tạo thức ăn ư? Đúng vậy thưa ngài, chính là chiếc máy sản xuất thịt từ đất mà ngài đã đề cập trong bài báo trên tờ Daily Graphic. Và trên truyền hình Oni TV cũng đã giới thiệu về phát minh độc nhất vô nhị của ngài. Các bạn đang được chiêm ngưỡng chiếc máy tạo ra thực phẩm do thiên tài Edison phát minh ra. Đây là phát minh vô cùng thiết thực, đánh dấu một bước tiến mới cho lịch sử nhân loại. Với đầu vào là đất, khí và nước, chiếc máy này sẽ sản xuất ra bánh quy, rau và thậm chí cả thịt. Với chiếc máy chế tạo thức ăn, tôi đã có ngay một bữa ăn thịnh soạn mà không tốn một đồng nào. Có thể nói rằng chiếc máy này chính là tương lai của nhân loại. Người nông dân sẽ không còn phải cực khổ, đồng thời các loài thú không còn phải lo lắng bị giết thịt. Ngài có thể cho tôi biết cảm nhận của ngài về phát minh mới của mình được không? Thật ngoạn mục. Liên tiếp những ngày sau đó, Thomas Edison nhận được vô số thư của độc giả cả nước gửi về hỏi thăm về phát minh thần kỳ của ông, chiếc máy chế tạo thực phẩm. Chào ngài Edison, tôi là David Thompson. Chúc mừng ngài đã có một phát minh tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Nhân đây, tôi muốn đặt hàng ngài một chiếc máy chế tạo thực phẩm để dùng cho cả gia đình. Chào ngài Edison, tôi là Jane Cyrus, giám đốc công ty chế biến thức ăn A-Food. Nếu được, sau này tôi mong muốn được hợp tác với ngài để có thể sản xuất hàng loạt máy chế tạo thực phẩm này. Thưa ngài Edison, ngài có thể làm ra một cái máy tạo ra những chiếc pizza khổng lồ được không ạ? Như vậy cháu sẽ được thoải mái ăn pizza suốt cả ngày. Chào ngài Edison, tôi là Anna Carey. Tôi mong muốn ngài có thể chế tạo một chiếc máy làm ra những bát súp nóng hổi cho người già, để chúng tôi khỏi phải đi chợ nấu nướng mỗi ngày. Trời ạ, còn có người đặt hàng chiếc máy chế tạo thức ăn nữa ư? Sự hiểu lầm đã đi quá xa rồi, mình buộc phải lên tiếng trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Thế à, bà đã viết thư đặt hàng chiếc máy chế tạo thức ăn của ngài Edison chưa? Đương nhiên là rồi. Tất cả khu phố của tôi đều đã viết thư tới ngài ấy. Thử tưởng tượng mà xem, nếu trong tương lai á, chiếc máy đấy được sản xuất hàng loạt, chúng ta sẽ không cần phải đi chợ mua thức ăn nữa. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi là tôi đã thấy phấn khích rồi.
Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Các bà chưa đọc báo sáng nay đúng không? Tất cả chỉ là trò đùa nhân dịp cá tháng tư của báo Daily Rapid mà thôi. Hả? Ông nói gì vậy? Người ta còn có video minh họa cái máy cơ mà. Đúng vậy, người phóng viên nói cặn kẽ tính năng như thế, không thể là trò lừa bịp được. Ơ trời ơi, chiếc máy chế tạo thức ăn từ không khí, đất và nước hoàn toàn không có thật. Chính ngài Edison cũng đã xác nhận là mình không hề có phát minh nào như vậy cả. Thôi, vậy mà chúng tôi đã tưởng là thật cơ đấy. Không ngờ đó chỉ là lời nói dối mà thôi. Thôi, vậy là chúng ta vẫn phải đi chợ mua thức ăn dài dài rồi bà ạ. Chà, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Nhưng kể ra, mình có thể phát minh ra được một chiếc máy chế tạo thực phẩm như vậy thật thì tuyệt biết mấy. Bộ phim dựa theo câu chuyện có thật về Thomas Edison, nhà phát minh nổi tiếng người Mỹ. Hàng rào thép gai và hai người lính. Thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Được, kế hoạch tác chiến sẽ được gửi tới tổng bộ sớm nhất. Tôi chắc chắn lần phản công này của chúng ta sẽ đạt được thắng lợi thôi. Daniel, trong đêm nay hãy điều động toàn bộ binh sĩ dàn trận tại cánh đồng phía tây. Chúng ta cần có phương án chuẩn bị tốt nhất cho đợt phản công quy mô lớn lần này. Cậu hãy thay tôi giám sát toàn bộ tình hình, đảm bảo không được để xảy ra sai sót gì. Đồng thời hãy khảo sát địa hình để tôi và cậu hoàn thiện kế hoạch tác chiến lần cuối cùng khi tổng bộ duyệt. Vâng, thưa tổng tư lệnh. Theo kế hoạch thì ngày nào chúng ta sẽ phản công? Tôi cần biết chính xác để tính toán các công tác chuẩn bị cho chu toàn. Thực sự đây là một đợt phản công lớn và gần như chúng ta sẽ dốc toàn bộ lực lượng ra quân, nên tôi cũng khá lo lắng, thưa tổng tư lệnh. Tôi hiểu những lo lắng của cậu, nhưng không còn cách nào khác. Chúng ta chỉ có cách chiến đấu. Về thời gian đợt phản công, tôi sẽ báo cho cậu. Sẽ sớm thôi. Cậu hãy lo chu toàn việc đào hầm ngầm, các hào chiến, xây dựng hệ thống rào thép gai thật vững chắc và vũ khí đặc biệt cho tôi. Lần này chỉ có thể giành chiến thắng nếu không muốn có những phiền hà khác, thậm chí là sẽ đánh đổi bằng cả sinh mệnh của mình và đồng đội của mình. Rõ, thưa tổng tư lệnh, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Xin ngài hãy nghỉ sớm đi ạ. Ngài đã thức trắng rất nhiều đêm rồi. Đúng theo kế hoạch, binh sĩ Đức sẽ dàn trận trên cánh đồng phía tây. Tất cả binh lính đều tất bật chuẩn bị cho trận chiến sống còn phía trước. Nơi đây là một trận địa bằng phẳng, nên cả hai bên sẽ tấn công trực diện. Quân đội Mỹ chắc chắn sẽ được trang bị nhiều vũ khí tối tân. Bằng mọi giá, chúng ta phải cố gắng giành được thắng lợi trong tay để thay đổi lại cục diện chiến trường chính. Cho nên kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh phải được áp dụng. Các khẩu pháo và thuốc súng đã được chi viện để đảm bảo đủ dùng cho số binh lính. Hy vọng chúng ta sẽ giành được thắng lợi chỉ trong vài ngày thôi. Tôi có niềm tin là chúng ta nắm chắc phần thắng trong tay. Đây sẽ là trận chiến huy hoàng của lịch sử quân đội Đức. Anh có nghĩ thế không, Daniel? Nhưng chắc chắn trận chiến này thương vong của cả hai bên sẽ là rất lớn. Kể cả chúng ta có giành chiến thắng, nhìn những binh lính của mình ngã xuống, dù đã trải qua rất nhiều trận chiến rồi mà tôi vẫn thấy đau xót và ám ảnh. Chiến tranh đã cướp đi của chúng ta rất nhiều thứ rồi. Đó là điều tất yếu của chiến tranh. Cậu không được yếu đuối thế, Daniel. Trước giờ ra trận phải giữ cho mình một tinh thần thép. Thắng lợi phải được đổi bằng mồ hôi và sinh mạng. Tổng bộ đã ra chỉ thị cuối cùng về kế hoạch tác chiến lần này. Anh hãy quán triệt tinh thần này với toàn bộ các binh sĩ cho tôi. Tôi nhắc lại một lần cuối cùng, bằng mọi giá phải giành được chiến thắng, nghe rõ chưa? Vâng, thưa tổng tư lệnh, tôi đã rõ nhiệm vụ của mình. Đêm nay, toàn đội chú ý ngủ nghỉ. Tổng bộ đã ra quyết định, ngày mai là ngày đầu tiên của cuộc phản công. Sắp tới sẽ là một giai đoạn gian nan. Mong mọi người giữ vững tinh thần. Không cần đâu, mọi người ăn tiếp đi, không cần giữ lễ lúc này đâu. Rõ, thưa chỉ huy. Ngày mai cũng là ngày đầu tiên thế ra trận, thật là căng thẳng quá đi. Nhỡ đâu lần ra trận đầu tiên này cũng là lần ra trận cuối cùng của tớ thì sao, Peter? Ôi trời ơi, cậu đừng có nói gỡ thế chứ, Alex. Chúng ta chẳng còn cách nào là tiến lên phía trước và không được run sợ trước kẻ thù.
Cậu hãy nhớ rằng đối mặt với kẻ thù chỉ còn cách là bắt họ chết thì mình mới giành được cơ hội sống sót. Nếu cậu cứ bi lụy và yếu đuối thế này thì họ sẽ nhắm thẳng cậu mà bắn. Chiến tranh sống chết chỉ cách nhau gang tấc mà thôi. Tớ thật nhớ mẹ mình. Lần này tớ chỉ mong chiến tranh sắp qua đi để được về với mẹ thôi. Cậu biết không, đêm nào tớ cũng mơ thấy hồi còn chưa vào quân ngũ, tớ với mẹ sống ở miền quê rất yên bình, chẳng có tiếng súng nổ, chẳng có bom rơi đạn lạc, cuộc sống bình dị qua ngày. Lớn già đầu rồi mà còn làm nũng với mẹ à? Chuẩn bị tìm bạn gái đi cho mẹ còn có con dâu nữa. Không đâu, con chỉ muốn được ở mãi với mẹ như này mà thôi. Mai sau khi nào giải ngũ, con sẽ chỉ về trồng táo với mẹ thôi. Táo ở quê mình ngọt nhất vùng, chả mấy mà con trở thành người nông dân giàu có đâu mẹ ạ. Mẹ chẳng mong giàu có gì, chỉ mong con được bình an sớm trở về nhà. Thôi ngủ sớm đi. Điều đầu tiên cậu cần phải làm là cần tỉnh táo trước trận chiến. Aletta, nếu chúng ta không tập trung, ngày mai sẽ phải trả giá đắt đó. Tất cả nằm xuống. Chút vào hầm ngầm, nhanh. Sao lại giao nhiệm vụ trinh sát tình hình phòng ngự của đối phương cho bọn mình chứ? Toàn lính mới thế này kinh nghiệm chả có, thật quá nguy hiểm. Cậu sang trái nha, tớ sang phải. Sau một giờ nữa nhớ gặp nhau ở đây nha. Đồng ý, cậu là người mới phải hết sức cẩn thận đấy. Tối quá rồi, trời thì ngày càng lạnh, cả người mình lại bị ướt gần hết. Cố gắng chút nữa, nếu không thì mình sẽ bị phát hiện mất. Lên phía trước một đoạn nữa xem họ bày binh bố trận thế nào. Chết rồi, hình như mình đi nhầm đường rồi. Cái gì thế này? Đau quá, nó cào xước hết chân của mình rồi. Mình không còn nhiều thời gian nữa, phải mau chóng thoát khỏi đây. Nếu giờ mà địch bắt được mình thì mình chỉ còn nước bỏ mạng ở đây thôi. Còn Peter nữa, nếu cậu ấy không đợi được mình, lại nấn ná rồi bị bắt thì liên lụy cậu ấy mất. Chết tiệt, cái hàng rào thép gai khốn kiếp này, nó quấn vào hết các sợi chỉ, đâm vào da thịt mình đau nhói. Trời thì lạnh thế này nữa, làm thế nào để thoát khỏi đây đi? Trời ơi, mình chết mất thôi. Ôi, đau quá đi mất. Alex, cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy đi trinh sát với cậu cơ mà. Chúng em đã hẹn ở điểm gặp mặt, mà em chờ mãi không thấy đâu, sợ bị lộ nên em đành phải về trước. Trời sắp sáng rồi, nếu cậu ấy không trở về ngay, cậu ấy sẽ trở thành tù binh hoặc bị bắn chết ngay trước chiến hào của họ mất thôi. Mau đi tìm cậu ấy về ngay, lính mới như cậu ấy sẽ rất thiếu kinh nghiệm xử lý. Trời ơi, mình cần phải thoát ra khỏi đây ngay lúc này. Mẹ ơi, cứu con với, con không thể chết lúc này được. Ai? Trình thám của quân Đức Ư, giơ tay lên. Anh làm gì ở đây? Thật táo tợn, dám đột nhập vào đây, không muốn sống nữa hay sao? Chết tiệt, không thoát được khỏi đây thì hắn sẽ bắn trúng mình mất. Là một bức hình ư? Anh cứ việc bắn chết tôi đi, tôi nhất quyết không khai được gì đâu. Anh nằm yên, nếu không muốn bị thương nặng, tôi sẽ giúp anh. Cả người anh máu chảy đầm đìa rồi kia kìa. Ôi, đau quá. Có lẽ trời tối nên cậu đã đi lạc vào khu rải nhiều dây thép gai nhất rồi. May phước cho cậu, quanh đây cũng toàn mìn chôn thôi đấy. Chỉ cần cậu lạc vào một quả là banh xác ngay thôi. Thank you.
nhanh thôi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh hôm nay, tôi sớm đã mất mạng rồi. Lần sau cậu nhớ cẩn thận, mẹ cậu đang nóng ruột chờ cậu ở nhà. Đừng lặp lại sai lầm này, chắc sẽ không có cơ hội lần thứ hai đâu. Vì chúng ta ở hai bên chiến tuyến, chiến tranh thì không có bạn bè đối nghịch nhau. Anh bạn à, cảm ơn anh đã cứu lấy đồng đội của chúng tôi. Anh đã không mạo nguy hiểm mà cứu giúp người bạn này. Chúng tôi mang ơn anh. Nếu không có tiếng súng thì tôi với mọi người cũng có thể trở thành bạn bè. Chúng tôi cũng không muốn có chiến tranh đâu, nhưng tình thế bắt buộc thì chúng ta phải cầm súng. Để bảo vệ mạng sống của mình, của gia đình mình, chúng ta phải đối địch với nhau. Đây là huân chương anh hùng chiến đấu của quân đội tôi. Ngày hôm nay chúng tôi gọi anh là một người anh hùng. Một lần nữa cảm ơn anh. Hãy đảm bảo để cho người anh hùng của chúng ta trở về an toàn. Không được binh sĩ nào được phép nổ súng, nếu không sẽ bị xử lý theo luật nhà binh. Cảm ơn anh, người bạn bên đầu chiến tuyến. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa của anh đâu. Sau cuộc gặp mặt đặc biệt của những người lính ngày hôm ấy, trận chiến của quân đội Mỹ và Đức vẫn tiếp diễn trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Tuy nhiên, sâu thẳm trong trái tim của mỗi người lính vẫn hiểu rằng, ngay trên chiến trường đầy tang tóc và đau thương vẫn luôn còn tồn tại tình người, tình đồng đội. Tình người vốn có sức truyền cảm rất lớn, nó giúp cho những người vốn là kẻ thù có thể trở thành bạn bè. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!